Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đang đi test thử cái mẫu nụp mới của mình đây. Thì cái cây xoan này là cây xoan mà nếu bác nào mà theo kênh của mình ấy thì thấy là năm trước mình đánh rất nhiều rồi. Đây là mẹt đôi mình treo bên đây và mẹt đơn, hai mẹt. Thì thực chất thì đi đánh em bịp thì nhiều bác thì có thể có chim mồi hay. Nhiều anh em đôi khi thích chơi nụp nhưng mà có thể chúng ta không sở hữu một con mồi hay nên chúng ta không tự tin. Thì ở đây mình đi đánh thì mình hoàn toàn dùng những con mồi xấu nhá. Nhưng nhiều bác bảo là mồi vỡ mồi chạy thì mình nói luôn đó là mồi xấu mà, chứ nó không phải là mồi chất lượng. Tại vì đi đánh bìm bìm mà chúng ta dùng mồi chất lượng chúng ta đánh được thì chuyện bình thường. Nhưng với mình chim bổi là mồi được thoải mái không sao cả nhé. Nhưng mà mình sẽ bố trí một trận địa rất là đẹp. Miền Bắc thì thời điểm này thì bìm bìm nó chưa sung lắm. Thế còn quan trọng nhất là với mình thì chăm sự nhờ loai nhé. Mình dùng cái lo Q93 này và file mình là cực chuẩn luôn, để mình tóm bổi thôi. Nên là kiểu dĩnh sẽ tóm một con cho bác sả chiếc mẹt đơn là mình bố trí tương đối lên trên cao nhé. Chiếc mẹt đơn là mình đã hẳn trên cao luôn. Đâu rồi nhỉ? Đấy, đây là chiếc mẹt đơn này. Sang đi. Em nó đang nhìn đắm đuối nhái. Xuống sút mồi rồi.
Hai con sang luôn các bác nhé. Đã xong một kèo rồi bác nhé. Khổ thân em mồi quy bắp. Bây giờ đến lượt số phận em này. Chơi hội đồng rồi. Để cho bác thấy là không nhất thiết cứ phải mồi hay bắt được bổi nhé. Hoàn toàn chúng ta có thể dùng những con mồi bình thường. Những con mồi xấu, mồi vỡ là được mồi được hết. Các bác nhìn này. Khi lưới mình đang đủ độ thùng nó khóa này. Nên bổi mà dính là sẽ không thể ra được nhé. Nụp mà đã nó khóa thì không bao giờ ra luôn. Nên là các bác an tâm.